Trump Organization, doanh nghiệp gia đình của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên của Việt Nam, Reuters dẫn tuyên bố của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết. Tuyên bố của Ủy ban được đưa ra sau cuộc họp nói rằng đại diện của Trump Organization đã đến thăm tỉnh và gặp gỡ chính quyền địa phương để thảo luận về các cơ hội đầu tư vào ngày 16 tháng 9. Hưng Yên, cách Hà Nội 50 cây số về phía Đông Nam là quê hương của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và cũng là một trung tâm công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam. Chủ tịch ủy ban Trần Quốc Văn được truyền thông nhà nước trích dẫn nói hôm 18 tháng 9 rằng Trump Organization đang tìm cách phát triển khách sạn, sân golf và các cơ sở giải trí tại tỉnh. VN Express cho biết cuộc làm việc của Trump Organization với lãnh đạo tỉnh dựa trên đề xuất của công ty cổ phần tập đoàn và phát triển Hưng Yên mà theo giới thiệu trên trang web của Hưng Yên Group, là nhà phát triển các cụm công nghiệp đô thị và là một công ty con của tập đoàn Kinh Bắc chuyên đầu tư tài chính bất động sản. Ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch của Hưng Yên Group, đã tham gia cuộc gặp với Trump Organization. Đại diện của Trump Organization được báo đầu tư trích lời nói rằng tập đoàn này kỳ vọng Hương Yên sẽ tạo điều kiện để được tham gia đầu tư dự án tại đây trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và góp phần thúc đẩy sự phát triển của quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Một phân tích của Reuters vào tháng trước cho thấy hoạt động kinh doanh sân gôn và khu nghỉ dưỡng là động lực lớn nhất thúc đẩy dòng tiền cho Trump Organization, nơi có hàng trăm công ty do ông Trump sở hữu. Theo Hiệp hội Gôn Việt Nam, với dân số 100 triệu người, Việt Nam hiện có khoảng 70 sân gôn và 100.000 người chơi gôn tại quốc gia Đông Nam Á.